Xin sư hoan hỷ giải đáp giúp con. Mối quan hệ và mức độ quen thuộc của trí và trí trong quá trình tu học Phật Pháp. Giả sử có người mang trí tuệ tầm thường nhưng nhận thức rằng bản thân muốn theo con đường Phật, người đó quyết chí để khỏa lấp trí tuệ tầm thường bằng cầu bà thường, lòng cầu hướng Phật. Vậy người đó có được thành tựu? Ý ở đây là cái ý chí đó hả? Ý chí quyết tâm. Thì chúng ta có một cái từ Pali là Atithana, là cái sự quyết tâm, mình hay còn gọi là quyết định. Mà khi chúng ta quyết tâm, quyết định tu cho đến sự giải thoát, giác ngộ, dù cho chúng ta có phải trầy di chốc dẫy, hoặc là chúng ta có bị gọi là chỉ còn máu này nó khô cạn, thì cái đó chúng ta gọi là Atithana Parami, và chúng ta gọi đó là cái quyết định ba la mật hoặc là cái quyết tâm ba la mật. Tức là có những vị đó, vị đó nguyện là tôi sẽ ngồi ở chỗ này dù cho máu có khô cạn, thân chỉ còn da và xương, nếu như tôi chưa chứng đắc đạo quả thì tôi sẽ không rời khỏi chỗ này đó. Và vị ấy quyết tâm thực hành cho đến khi chứng đắc đạo quả, thì như vậy đó chúng ta gọi đó là Atithana Parami, là quyết định ba la mật. Hoặc như vào thời mạt pháp có năm vị tỷ kheo cùng nhau đi vào trong rừng và đi lên trên, leo lên trên núi, sau đó chặt bỏ cái thang và trên đó nguyện một là chứng, hai là chết. Thì sau khi mà ở trên đó nguyện như vậy tu thì ngày đầu tiên thì một vị chứng A La Hán, ngày thứ hai thì một vị chứng Anaham đó, vị ngày thứ ba, còn ba vị còn lại thì không chứng gì hết, thì ba vị còn lại thì mệnh chung chết đi theo nghiệp. Còn hai vị kia thì một vị chứng A-la-hán thì viên tịch Niết Bàn, một vị chứng A-na-hàm thì lên là một vị Phạm Thiên đó. Thì trong trường hợp đó đó, mình quyết tâm, một là mình chứng, hai là mình bỏ mạng, hoặc là cái sự quyết tâm đó là như trong 10 ngày này mình sẽ nỗ lực để mình thực hành tứ niệm xứ không có mệt mỏi, thì như vậy nó cũng là cái quyết tâm, quyết định đó, nhưng mà nó chưa đến mức là mình phải bỏ mạng, thì nó thuộc về bậc hạ ha. Còn cái quyết tâm thì dù cho mình có bị tổn hao sức khỏe, mình vẫn quyết định, vẫn quyết tâm thực hiện cho bằng được con đường đi đến sự giải thoát giác ngộ, thì đó là bậc trung. Còn mình quyết tâm cho dù mình phải bỏ cái tánh mạng thì đó là bậc thượng. Và nhờ cái quyết tâm như vậy đó, mình thực hành tứ niệm xứ thì cái trí tuệ quán nó sẽ có cơ hội để nó phát triển một cách rõ rệt hơn. Kính thưa sư, cho con hỏi, khi mình vừa khởi tâm bất thiện mình kịp thời nhận ra thì có giảm bớt nghiệp không? Nó giống như là cái nhà, một cái nhà tranh, nó vừa bén lửa là ngay lập tức là mình phát hiện, mình dập liền. Thì như vậy mình sẽ tránh được những cái tai hại về sau. Thì cũng giống như là khi chúng ta khởi cái tâm bất thiện, thì cái quá trình đó bao gồm khởi cái tâm bất thiện, rồi từ cái tâm bất thiện đó nó tác động để chúng ta đi ra hành động hoặc lời nói. Thì khi chúng ta phát hiện ngay từ khi nó mới chớm thì chúng ta giải quyết nó ngay. Như vậy tâm bất thiện đó nó sẽ không có cơ hội trổ ra hành động hoặc lời nói. Cho nên chắc chắn là nó sẽ giúp cho mình bớt được những cái nghiệp xấu rất là nhiều.
Kính sư cho con hỏi, trong quyển kinh Nhật tụng con có thấy đoạn kệ tụng cho mua mai bán đắt có nằm trong kinh Phật không? Và nếu tụng theo đoạn kệ đó thì mình có tham cầu không? Đó. Xin thưa là cái đoạn đó nó không có nằm ở trong kinh Phật, mà do các cái vị học giả thì nghiên cứu sau này là các vị đã học Pali, giỏi Pali rồi tự sáng tác ra một cái bài bằng tiếng Pali, chứ còn cái này thì không có ở trong kinh Phật, thành ra là có nhiều khi thì thôi miễn bàn. Thưa thầy, có sách nói là có địa ngục và khi làm ác rồi thì sẽ chịu thọ khổ ở cõi địa ngục ấy. Thậm chí trong chú giải pháp cú, chuyện người đồ tể giết heo chưa chết nhưng vẫn thọ hình phạt lửa vô gián. Nghi ngờ của em là câu nếu ta gieo nghiệp giết người thì chắc chắn phải đọa địa ngục để thọ phạt, khi hết nghiệp thì mới tái sanh. Vậy tại sao lại còn có nhân oan trái ở đời này? Bởi nghiệp này chẳng phải đã trả hết ở địa ngục rồi sao? Mình trả nghiệp là chuyện của mình, mà mình gây oan trái lại là vấn đề khác. Pháp luật Việt Nam thì cũng có những có cái tương tự như vậy. Quý vị nhớ là khi mình phạm một cái tội nào đó mà mình bị truy tố thì bao gồm có nạn nhân, thì cái sự kiện mà mình bồi thường cho nạn nhân hoặc là nạn nhân có cái đơn bãi nại, tức là mình bồi thường cho họ rất là nhiều tiền và họ có cái đơn bãi nại, như là gần đây có cái vụ mà anh thuyền viên mà bị hành hạ ở ngoài biển, thì mặc dù là ảnh không có yêu cầu truy tố, ảnh cũng nhận được cái tiền bồi thường, thậm chí ảnh đã bãi nại rồi, nhưng cái người mà vi phạm pháp luật họ vẫn bị truy tố hình sự như thường, bởi vì họ đã vi phạm pháp luật. Đó là hai sự kiện khác nhau trong cùng một hành động. Và cái chuyện mà mình được bị hại bãi nại á, nó chỉ có tác dụng là giảm nhẹ hình phạt, chứ nó không có tác dụng là làm cho mình miễn bị truy tố. Thì cái nghiệp mà mình tạo nó cũng tương tự như vậy. Cái chuyện mà bị hại á, họ có tha thứ cho mình hay không, nó là chuyện khác. Còn khi mình đã tạo ác nghiệp thì mình sẽ phải đi xuống địa ngục, thì đó lại là một chuyện khác nữa. Rồi khi mà mình lên á, thì đó, mình gặp bị hại á, thì bị hại sẽ quyết định tha thứ cho mình thì coi như xong chuyện. Còn nếu họ quyết định không tha thứ cho mình thì chúng ta lại tiếp tục gây oan trái với nhau. Về vấn đề hồi hướng công đức cho thân bằng quyến thuộc khi hồi hướng cần đọc to, vậy trường hợp tụng kinh trên lầu, nếu tụng mà thân bằng quyến thuộc không nghe được thì họ không được nhận, họ không nhận được phước phải không? Thì đúng là như vậy. Giống như mình có cái bàn tiệc, mình mời khách tới ăn mà mình mời lý nhí trong miệng, khách không nghe thì khách không có ăn được. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho nên là mình cần phải đọc để cho người thân mình có thể nghe. Thậm chí là có những cái bài hồi hướng, thí dụ như bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mắt ngay với cùng. Đó, thảy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Có nghĩa là bây giờ chúng ta hồi hướng phước đến chư thiên, thì nếu như mà chư thiên nghe thì chư thiên giúp giùm một chuyện là thân bằng quyến thuộc của tôi mà ở đâu á, ở xa mà chưa có được nghe thì mong chư thiên hoan hỷ thông báo giùm, hoặc là thông báo rộng rãi cho mọi người cùng biết là ở đây nè có người đang làm phước hồi hướng thì hãy mau đến đây để mà hưởng. Đó,
Chứ còn mình chỉ có tụng ở trong miệng hoặc là ở trong đầu thì không có ai biết được để hưởng ha. Thứ hai, người nhị nhân và tam nhân. Người nhị nhân khó phân biệt với tam nhân, xin sư giảng rõ hơn về vấn đề này. Nếu đời này không may là quả nhị nhân, phải bồi nhân nào để tròn ba la mật để được quả tam nhân do duyên tu tập? Cái chuyện mà chúng ta nhị nhân hay tam nhân á, chúng ta đâu có biết được. Mà cái quan trọng ở chỗ là chúng ta có nỗ lực hay không. Nếu như mình nỗ lực hướng đến sự giải thoát giác ngộ, thì dù cho đời này á, mình chưa được giải thoát giác ngộ, thì mình cũng gieo cái duyên lành giải thoát giác ngộ ở đời sau. Sư nhớ là sư có nói chúng ta có những cái hạng giác ngộ. Thứ nhất là giác ngộ ngay trong kiếp hiện tại, đó là dành cho người tam nhân. Thứ hai là giác ngộ ở cái kiếp sau, tức là nếu như mình giữ chánh niệm nè, mình mệnh chung mình sanh về cõi trời, lên trên đó mình tu hành chứng đắc đạo quả. Cái thứ ba là mình giác ngộ ở một cái kiếp tương lai đó. Thì nếu như mà mình tu mà cái phước nó ít quá, mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thì mình sẽ nỗ lực và chứng đắc ở cái kiếp vị lai. Điều quan trọng là mình có sự nỗ lực. Nó giống như cái người có người làm ăn, họ nỗ lực thì họ giàu nhanh, họ phất nhanh. Nhưng có người kém hơn thì phải 5 năm, 10 năm thì mới phất lên được. Nhưng có người thì kém hơn nữa, phải chờ đến khi mà về già thì mới phất lên. Nhưng mà cái quan trọng là mình có cố gắng thì mình mới phất. Còn mình không có cố gắng thì dù cho mình có là người tam nhân đi nữa thì cũng vậy thôi. Đó. Cho nên điều quan trọng là mình phải có sự nỗ lực, cố gắng. Còn cái nhân để mà mình có thể chứng đắc đạo quả, đó là thứ nhất, mình tu thực hành theo tứ niệm xứ. Việc thực hành tứ niệm xứ là chúng ta đang gieo cái nhân trí tuệ, là cái nhân đi đến sự giải thoát giác ngộ. Và khi chúng ta tu tập hoặc khi chúng ta vun bồi tất cả các công đức thì đều nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Như vậy đó là chúng ta đang gieo cái nhân trí tuệ. Nhớ làm cái gì thì mình cũng có sự chuẩn bị nè, trước khi làm nè, chuẩn bị trong khi làm mình hoan hỷ nè, sau khi làm là mình hồi nhớ lại nè. Đó. Rồi mình có trí tuệ, mình hướng đến sự giải thoát giác ngộ, thì khi đó đó là mình làm phước, làm thiện với cái nhân trí tuệ. Kính bạch sư, con có những thắc mắc. Rồi, trong kinh Nhật Tụng có nhiều đoạn tụng nhắc đến kiếp. Sư cho con hỏi một kiếp ở đây là khoảng thời gian bao lâu? Kiếp nó có nhiều cái ý nghĩa. Thứ nhất là nói về cái kiếp sống của cá nhân mình, thì đó là được tính từ khi mình sanh ra cho đến khi mình chết đi, thì đó được tính là một kiếp. Ví dụ như mình sống được 10 năm thì 10 năm đó là một kiếp. Mình sống được 50 năm thì 50 năm đó là một kiếp. Mình sống được 100 năm thì 100 năm đó là một kiếp. Cái thứ hai, một kiếp ở đây là kể là một cái tuổi thọ trung bình của kiếp sống người. Thí dụ như là 120 tuổi đó ở thời Đức Phật, còn bây giờ thì hình như chỉ còn có 100 tuổi thôi. Rồi cái tính kiếp thứ ba là kiếp theo cái tuổi thọ của quả địa cầu. Đó, tuổi thọ quả địa cầu thì tính từ khi gọi là thành trụ hoại không, thì nó là tuổi thọ của một quả địa cầu. Cũng trong kinh Nhật Tụng có đoạn lễ bái các vị Bồ Tát, học Phật có đoạn 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri, 500.000 vị chánh biến tri. Con không hiểu tại sao lại chia ra như vậy.
Đây là kể ra ba giai đoạn thành tựu quả vị chánh đẳng giác của ba hạng Bồ Tát. Một vị Bồ Tát khi mà phát nguyện thì sẽ trải qua ba giai đoạn: phát nguyện trong tâm, phát nguyện thành lời và được Phật thọ ký. Giai đoạn phát nguyện trong tâm là dài nhất, lâu nhất. Sau đó vị đó phát nguyện thành lời, thì khi phát nguyện thành lời á, thì vị đó sẽ chấp nhận thử thách. Ví dụ như một người dám phát nguyện tôi sẽ thành một vị chánh đẳng giác, thì khi vị đó dám phát nguyện như vậy, bất kỳ ai đến xin cái gì vị đó cũng phải cho. Chỉ là một ví dụ thôi, thậm chí là xin cánh tay, xin đôi mắt, mặc dù xin chơi cho vui đó, nhưng vẫn phải cho đó. Xin tất cả, thậm chí xin tính mạng, vị đó vẫn phải cho. Vị đó không được viện cớ là tôi còn cần tấm thân này để tôi tu hành giác ngộ, không có. Không có được viện cớ. Mà nếu như mình viện cớ này cớ kia để mà mình không cho, thì tức là mình đã dối trá, nghĩa là mình đã làm tổn thương cái sự chân thật của chính mình. Và vì đó chưa phải là một vị Bồ Tát ở giai đoạn phát nguyện thành lời, mà chỉ là một người dối trá. Cho nên là cái vị Bồ Tát mà phát nguyện thành lời ghê gớm lắm, chứ không phải như một số vị mình mở miệng ra mình nói rất là tùy tiện nha. Mở miệng ra mình nói rất là tùy tiện, phát nguyện là thành chánh đẳng giác, phát nguyện mở miệng nói rất tùy tiện, nhưng mà thử có ai đến xin làm được không? Không làm được. Và cái vị mà phát nguyện thành lời á, dám phát nguyện thành lời, thì cái giới của anh á phải trong sạch 100%. Anh phải giữ gìn giới hạnh một cách trong sạch. Anh không thể nào lý luận bằng bất kỳ lý do gì. Bởi nếu anh giới anh không trong sạch á, thì cái giới hạnh ba la mật của anh á, nó sẽ bị ô nhiễm. Và như vậy anh không phải là một vị Bồ Tát ở giai đoạn phát nguyện thành lời, mà anh chỉ là một người dối trá. Và cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn được Phật thọ ký, là như Bồ Tát Xú Mê Thá được Đức Phật Diên Đăng thọ ký đó. Thì giai đoạn đó là giai đoạn cuối cùng cao tột, và vị đó chỉ còn một cái đoạn thời gian ngắn nữa là đắc thành quả vị chánh đẳng giác. Đó là ba giai đoạn. Phát nguyện trong tâm là vị đó cũng có nguyện á, nhưng mà còn sợ bị khảo, và còn ngại là cái giới của mình nó còn có vấn đề, cho nên chưa có dám mở miệng ra nói. Giai đoạn thứ hai là phát nguyện thành lời, là chấp nhận cho mọi người nhìn vào mình, để cho mọi người khảo, cho mọi người khảo, xin cái gì cho cái đó, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn được Phật thọ ký đó. Thì đó là ba giai đoạn. Mỗi một giai đoạn thì giai đoạn phát nguyện trong tâm là dài nhất, thành lời ngắn hơn, được Phật thọ ký là ngắn nhất. Và chúng ta chia ra làm ba hạng Bồ Tát, là hạng Bồ Tát bằng trí tuệ là nhanh nhất, tu nhanh nhất, hạng Bồ Tát bằng niềm tin thì tu lâu gấp đôi, và hạng Bồ Tát tinh tấn, tu bằng cái hạnh tinh tấn thì tu gấp 4 lần vị trí tuệ, và lâu gấp đôi vị đức tin. Cho nên chúng ta thấy nè, cái bài kệ chúng ta học á, là đi ngược, tức là 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị chánh biến tri. Thì 500.000 vị chánh biến tri, ba cái nhóm đầu này nè là dành cho vị Bồ Tát trí tuệ nha. 500.000 vị chánh biến tri là giai đoạn của phát nguyện trong tâm đó. 12.000 vị chánh biến tri là giai đoạn của vị phát nguyện thành lời. Tức là khi mình phát nguyện thành lời như vậy đó, mình trải qua thời gian tương đương với 12.000 vị chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Và giai đoạn cuối cùng là được Phật thọ ký, thì sẽ trải qua thời gian tương đương với 27 vị
chánh đẳng giác, cộng thêm vị đó khi thành Phật nữa là 28. Đó. Rồi cái nhóm thứ hai là dành cho những vị tu hạnh bằng niềm tin. Thì khi bằng niềm tin như vậy tốt thì thời gian gấp đôi là 27 nhân 2 là 54. 54 cộng thêm vị đó nữa là 55. Đó, là 55 vị chánh biến tri, 24.000 vị chánh biến tri và 1 triệu vị chánh biến tri. Là giai đoạn đó từ thọ ký nè, thành lời và ở trong tâm. Còn cái vị mà tu bằng cái tinh tấn thì tốn gấp đôi, thì 54 nhân 2 là 108, cộng thêm vị đó sau khi thành Phật nữa là 109. Đó, 109 vị chánh biến tri, 48.000 vị chánh biến tri và 2 triệu vị chánh biến tri. Tức là cái giai đoạn số vị Phật mình sẽ trải qua trong từng giai đoạn của mỗi một hạng Bồ Tát chánh đẳng giác. Khi một người đạt được một tầng thiền nhất định, mở ngoặc chứng thiền đóng ngoặc, thì có phải khi thân hoại mạng chung, người đó sẽ tái sanh vào cảnh giới tương ứng như vậy phải không? Vì đó sẽ, nếu như không có hoại thiền, thì sẽ sanh về cảnh giới tương ứng. Chứ còn nếu như hoại thiền thì vẫn sẽ đi theo nghiệp, chứ không có tái sanh về cảnh giới tương ứng được nha. Cho nên là mình phải giữ gìn cái người mà chứng thiền á, vì đó phải giữ để cho thiền không bị hoại. Để hiểu về các loại tà kiến, con nên xem và đọc qua tài liệu nào thưa sư? Để hiểu về các cái loại tà kiến, quý vị nên học kinh Phạm Võng của Trường Bộ, Trường Bộ Kinh Nam truyền, chứ không phải tại vì bên Bắc truyền cũng có Trường Bộ, học cũng có kinh Phạm Võng, nhưng mà kinh Phạm Võng ở bên Bắc truyền nó ngộ lắm, lạ lắm. Cho nên là quý vị đọc kinh Phạm Võng ở Nam truyền á, ở trong đó thì có ghi rõ là 62 loại tà kiến, gọi là gom hết tất cả các loại tà kiến gom là một. Nhưng mà báo trước là đọc nó phê lắm, tại vì nó không có dễ. Bài kinh Phạm Võng là bài kinh khó nhất trong Trường Bộ. Cho nên quý vị chưa có tự tin, hoặc là đọc một hồi thấy đầu óc mình nó lùng bùng á, thì quý vị có thể xem cái bài giảng về Trường Bộ Kinh của sư Giác Nguyên, thì lên YouTube gõ là ra, hoặc là ở trên kinh của sư thì cũng có một loạt cái bài giảng Trường Bộ của sư Giác Nguyên, thì quý vị có thể xem. Sư Giác Nguyên thì gom lại 62 loại tà kiến thành hai nhóm chính là thường kiến và đoạn kiến. Rồi mỗi một loại nó có 3, là thường kiến có 3 và đoạn kiến có 3. Đó. Có 7 điều để đắc được, vậy có phải là nhất định phải đủ 7 yếu tố mới có thể không ạ? À? Xin thầy giải hoặc. Thì đầu tiên là hôm bữa là sư đoán nhưng mà sư nhầm. Nghĩa là cái phần mà còn có các hoặc á, thì nó không phải là cái mà sư suy tư. Tuy nhiên từ đó nó mở ra một cái vấn đề là 7 cái này á, là 7 cái để cho chúng ta tham khảo, chứ nó không phải là tất cả. Tức là nếu như mình còn vướng vào một trong 7 cái điều kiện để đắc đạo quả thì mình chắc chắn mình không đắc được. Nhưng đó chưa hết, chưa hết. Thí dụ như mình có được hết mấy thứ đó nhưng mà mình còn mong muốn sanh thiên chẳng hạn. Thí dụ như là mình nghe nói là vào thời Đức Phật Di Lặc thì sẽ xuất hiện, thì từng có một vị tỷ kheo, vị đó nguyện là sẽ thành một vị chuyển luân vương vào thời Đức Phật Di Lặc. Thì như vậy là vị đó sẽ ngăn cái cơ hội chứng đắc đạo quả của mình trong đời này.
Và Đức Thế Tôn Ngài có quở, Ngài nói là một tí phân ở đầu ngón tay cũng là đáng nhòm gớm. Cũng vậy, luân hồi dù một chút thì cũng đáng để bỏ đi, chứ không có nên ham thích chi cái chuyện luân hồi. Cho nên ở đây là bảy yếu tố này là bảy yếu tố mà nếu như chúng ta phạm phải thì chúng ta không thể chứng đắc, nhưng mà nó chưa đại diện cho tất cả đâu. Xin phép sư cho con hỏi mấy câu. Khi con làm từ thiện và đăng lên Facebook với mục đích công khai minh bạch và chia sẻ và lan tỏa cho nhiều người khác học theo, nhưng có nhiều người bảo không nên đăng như vậy, mất lộc vì như vậy là khoe mẽ. Vậy theo như sư như vậy có đúng không, và con nên làm gì để việc làm từ thiện của con được trọn vẹn và lan tỏa giá trị giúp người khác học theo? Bài đầu tiên của Kinh Pháp Cú: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sau như bóng không rời hình. Điều quan trọng là cái tâm của mình, chứ không phải là lời nói của người khác. Khi mà mình làm á, với cái tâm trong sạch, với cái suy nghĩ là để mình quảng bá cho mọi người đều biết đó, chứ mình không có cái sự vụ lợi hoặc là khoe mẽ, thì như vậy là mình đang làm thiện. Còn người khác họ gọi là họ vu khống, họ hiểu sai cái mục đích của mình, thì như vậy đó là sự tai hại cho chính họ. Mình không thể nào á, mình vì lời nói của người khác mà mình ngưng làm thiện, bởi vì cái việc làm là của mình, còn người khác thì đó là chuyện của họ. Chứ nếu như mà mình vì người khác mà mình ngưng làm thiện, như vậy các sư khỏi đi tu, các sư cũng khỏi xây chùa. Tại vì các sư xây chùa, các sư đi tu thì nó sẽ tạo điều kiện cho những cái tay ngoại đạo, họ chửi chùa, họ chửi tăng, họ chửi Tam Bảo, họ công kích Tam Bảo. Như vậy thôi, sợ họ đọa địa ngục, sợ họ với công kích Tam Bảo, thôi đừng có xây chùa, đừng đi tu. Có đúng không? Không đúng. Cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Mình tu là chuyện của mình. Ai hiểu, ai hoan hỷ thì họ có phước. Còn ai không hiểu, ai không hoan hỷ thì họ tổn phước. Đó là việc của họ. Làm sao mình cấm thiên hạ suy nghĩ lung tung được? Hiện con đang không theo đạo nào, và lâu nay con có hướng Phật chứ không theo Phật. Xin phép hỏi sư, hiện con thấy nhiều người có tu tại tâm, có nghĩa là vẫn sinh sống bình thường và làm việc tốt đẹp cho cuộc sống và nhiều người, lên núi đi tu và buông bỏ hết cuộc sống từ gia đình con cái. Vậy sư cho con hỏi tại sao lại vậy, và mình nên lựa phương án nào để giúp cuộc đời và giúp chính mình ở hiện tại và tương lai. Cái thứ nhất, sư xin thưa, nói nó buồn, chứ những người mạnh miệng tuyên bố tu tại tâm là những người họ không có tu gì hết. Khi họ nói tu tại tâm có nghĩa là còn tâm của họ là cái tâm ô nhiễm như thế nào thì đó tự họ biết, họ không có tu. Để ý, cái người mở miệng nói tu tại tâm là người không có tu. Còn cái người thật sự họ tu á, thì họ lo, họ giữ gìn chánh niệm, họ rèn luyện cái nội tâm của mình. Còn những người mà nói là tu tại gia được rồi thì có nghĩa là họ cũng không có tu gì hết trơn. Và khi mình chưa có học kỹ về giáo lý, mình thấy cái chuyện gọi là sống gọi là tốt tốt đẹp
đem lại những việc tốt đẹp cho cuộc sống, sinh sống bình thường. Mình nghĩ như vậy là tốt rồi. Nhưng mà cái tốt á, nó có nhiều cấp độ. Như hôm bữa trước sư nói, cái câu nói đạo nào cũng tốt đơn thuần là một câu nói xã giao khách sáo, chứ không phải đạo nào cũng tốt. Thì cái chuyện mà mình nói ở đời mà mình sống lành cũng vậy. Sống như thế nào là lành? Sư e là nhiều người họ không biết. Họ chỉ thích nói thôi chứ họ không có biết phải làm như thế nào. Sống để gọi là sống lành á, đầu tiên anh phải giữ gìn năm giới. Năm giới cơ bản của người cư sĩ tại gia anh phải giữ tròn, giữ trọn và không bị sức mẻ miếng nào. Quý vị nhắm coi mấy người ở tại gia làm được mà mình dám mở miệng mình nói tu tại gia vẫn sướng hơn, vẫn được. Thì tu vẫn được, nhưng điều kiện đầu tiên, năm giới cư sĩ mình phải giữ tròn, giữ trong sạch nha. Thì khi đó mình mới có tư cách nói câu đó. Cái thứ hai, mình tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Dẫn đến dù cho cái việc ác nhỏ mình cũng không làm, việc thiện dù là nhỏ mình vẫn cố làm. Cái thứ ba, mình nỗ lực bố thí. Mà bố thí là bố thí bậc thượng, tức là ai cho ai xin cái gì mình cho cái đó, không bao giờ mình bỏng sẻn. Có được không? Đó. Và bố thí là không bao giờ mình bố thí đồ mình vứt đi, mà mình luôn bố thí đồ mình đang xài, đồ mình đang quý trọng, mà người ta cần là mình cho không nháy mắt. À, đó là cái tiêu chuẩn gọi là tốt ở đời. Cái thứ ba, mình sống trọn vẹn là một cái những cái bổn phận của người cư sĩ tại gia được nhắc đến ở trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Sư nói tên bài kinh để quý vị về mở ra để xem, tại vì bây giờ thời gian nó không có đủ để sư có thể đọc hết. Và điều nữa là có sự tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp, chứ không tin tưởng vào điềm lành, coi bói, xem tướng. Một điều nữa là tin nơi Tam Bảo và ưu tiên cúng dường, ưu tiên đối với Tam Bảo trước và không tìm đối tượng khác để ưu tiên cúng dường. Thì như vậy mình có được như vậy hay chưa? Thì nếu như mình được như vậy thì cho dù anh không theo Phật ha, thì anh vẫn là một người cư sĩ tại gia tuyệt vời. Cái đó sư đồng ý. Còn nếu anh không được như vậy, nói nó hơi buồn và nói nó hơi nhột một tí là mình không có tư cách nói câu đó. Không có tư cách nói là tu tại gia vẫn tốt. Rồi còn những người bỏ lên trên núi, buông bỏ đời sống gia đình, con cái, thì đó là những người nhận thức rõ mình sống, mình tu tại gia không được, mình còn yếu lắm, mình cần một cái giới hạnh trong sạch hoàn toàn như vỏ ốc, để từ đó mình có nhiều thời gian hơn để mình thực hành giới học, định học và tuệ học. Đó. Thì đó là những con người đi tìm cái sự cao thượng. Như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có nói có hai hạnh phúc này các tỷ kheo: hạnh phúc hưởng dục và hạnh phúc ly dục. Trong hai điều này, hạnh phúc ly dục là hạnh phúc tối thượng. Đời sống cư sĩ tại gia là một đời sống hưởng dục, đời sống xuất gia là một đời sống ly dục. Do đó đời sống xuất gia là một đời sống tối thượng. Cái thứ hai, có hai sự hạnh phúc này các tỷ kheo: một là hạnh phúc của người tại gia
Hai là hạnh phúc của người xuất gia. Thì hạnh phúc của người xuất gia là hạnh phúc cao thượng. Cái này là Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi. Cho nên nếu như mình nói hạnh phúc của người tại gia là cao thượng hơn hạnh phúc người xuất gia, là mình đã phỉ báng Đức Thế Tôn. Còn mình lựa chọn phương án gì thì tùy mình thôi. Mình thấy phương án nào phù hợp thì tùy mình thôi. Nếu mình nhắm mình là một người có nghị lực, có ý chí, mình sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng sống đời sống không gia đình, sẵn sàng tìm con đường giải thoát cho chính mình và giúp đỡ cho rất nhiều những cái chúng sanh khác, thì chúng ta có thể lựa chọn con đường xuất gia. Còn nếu như chúng ta nghĩ là thôi mình cũng không có mạnh mẽ lắm, cũng vừa phải, mình còn rất nhiều những cái sự trói buộc ở thế gian mình không có buông bỏ được, mình vẫn còn vợ, còn chồng, còn con, còn gia đình, vân vân đó, mình còn rất nhiều những lo toan, thì mình cũng có thể làm phước, làm người cư sĩ tại gia, làm phước hộ độ Tam Bảo, thỉnh thoảng có khóa thiền mình tu vài ngày thì như vậy cũng tạm an ủi cho mình rồi, thì cũng được, không sao hết, tùy theo cái nhu cầu, cái nghị lực và cái khả năng của mình. Sư nhớ sư phụ sư nói vui thôi, nói, cỡ cái tướng như sư á mà không đi tu ở ngoài đời á, giỏi lắm lấy được một hai bà vợ chứ làm được cái gì, đẻ được vài ba đứa con rồi đi làm rồi nó chất quớt à, xong rồi hết một cuộc đời. Nhưng nếu như mà mình đi tu á, thì mình có thể giúp được rất là nhiều cho đời lẫn cho đạo. Thì theo quý vị, cái con người ngồi đây nè, ổng là người cư sĩ có tóc đi làm hay là ổng cạo đầu, cái nào thì nó có lợi ích hơn? Sư thấy là sư như đi tu có lợi ích hơn cái chuyện mà sư để tóc á. Con thấy nhiều người hay phóng sanh các loài vật như chim, phẩy, ốc. Tuy nhiên con nhận thấy là khi có nhiều người phóng sanh thì đồng nghĩa các loài vật ấy bị bắt nhiều hơn, phục vụ cho công tác phóng sanh vậy theo sư. Như vậy mình có đang gián tiếp tiếp tay cho hoạt động bắt các loài động vật? Hôm rồi sư đi Tây Bắc. Khi mà sư đi lên trên cái chợ phiên Tây Bắc á, sư thấy người ta bán chim. Và sư hỏi là con chim này nè, là chim rừng hay là chim nhà? Thì anh này anh nói là chim rừng. Thì sư mới hỏi là bây giờ nếu mà mình mở cái cửa lồng ra đó thì chim nó bay mất luôn hay không? Thì anh này anh nói nó quen hơi người rồi, cho nên là mở lồng ra thì nó không có bay, nó cũng cứ ở đó à. Như vậy thôi sư không mua. Chứ tại vì cái mục đích của sư á là khi thấy con chim nó bị nhốt thì mình có lòng từ, mình muốn là mình thả ra thì nó bay mất, thì như vậy là mình đang phóng sanh. Tức là người mua thì họ cũng không phải là họ bán để cho mình phóng sanh đó, nhưng mà mình thấy là cái kiểu mà thả ra mà nó cũng bị bắt lại thì thôi sư không có mua. Tại cũng vậy à đó. Thì cái chuyện mà phóng sanh cũng vậy đó. Thứ nhất là mình nên tránh những cái nơi mà chuyên bán để phóng sanh, mà mình đi đến những cái nơi mà nó bán cho những mục đích khác, ví dụ như bán làm cảnh nè, hoặc là bán để làm thịt đó. Thì khi mà mình có lòng bi mẫn á, mình mua về rồi sau đó mình kiếm cái chỗ nào mình thả mà nó có thể sống được. Mình tránh làm những cái chuyện rùm beng để làm chi, để đầu trên mình thả cá, đầu dưới nó chích cá. Hoặc là mấy cái nơi mà mình thừa sức biết là mình họ bán ba cái con chim phóng sanh, mình thả ra rồi họ bắt lại con chim nó phờ phạc, thôi thì mình
làm phước thì mình kiếm cái chỗ nào khác, cái chỗ nào á mà chim nó bị bắt tự nhiên á, mà nó không phải là cái kiểu bắt phóng sanh. Thí dụ như mình đi vào trong mấy cái tiệm mà bán chim á, thì chim đó có những cái con gọi là chim tự nhiên, chim rừng, chim tự nhiên, thì mình thả nó bay đi. Còn con nào nó ở lại thì nó ở lại, còn không nữa thì thôi, mình cứ thấy con chim nào nó bay tới với mình thì mình cho gạo cho lúa nó ăn thôi, chứ còn mình cũng khỏi phải chạy đông chạy tây. Cho nên là quý vị muốn biết rõ hơn thì xem cái video là phóng sanh thiếu trí và phóng sanh có trí của sư ở trên YouTube. Sư cho con hỏi, trong công ty của con có một vài nhân viên luôn luôn liên tục làm lỗi, gian dối, vi phạm nội quy, mặc dù con đã nhắc nhở, hướng dẫn và cho nhiều cơ hội sửa sai nhưng họ vẫn không thay đổi. Nếu con xử lý bằng cách cho thôi việc nhân viên đó thì con có tạo nghiệp ác hay nghiệp oan trái giữa con và nhân viên đó hay không? Đương nhiên là khi mình làm cho một người nào đó bị ảnh hưởng thì chắc chắn là mình sẽ kết một cái duyên với họ. Thì đây là cái chuyện không tránh khỏi ở đời. Thế cho nên là nếu mình biết thì mình lo mình tu. Tại ở đời mình tiếp xúc với ai thì hễ mình có quyết định gì, mình cư xử thế nào thì cũng có thể gieo oan trái với họ. Đó là cái chuyện mình tránh không được. Cái mình tránh được đó là gì? Đó là mình cư xử tác động dựa trên ác tâm là đủ rồi. Ví dụ như mình có quyết định bổ nhiệm hoặc sa thải một nhân viên nào đó dựa trên lợi ích chung của công ty, dựa trên đây là việc mà mình phải làm, đây là bổn phận, đây là công việc. Ở đây không có sự thương ghét cá nhân, không có sự thù oán, thì như vậy là mình làm việc công tâm. Còn cái chuyện mà người nào đó bị ảnh hưởng thì đó là cái nghiệp của họ. Nó giống như một người bị bắt vì họ vi phạm pháp luật, thì mình không thể nào mình nói là như vậy đó, cái anh làm nhiệm vụ mà như là công an bắt những người mà vi phạm pháp luật như vậy là ảnh không có nên, không có được. Thì không phải. Bởi vì cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của ảnh là ảnh phải xử lý những người vi phạm pháp luật. Nhưng cái quan trọng là ảnh cần phải xử lý một cách công tâm. Đó là cái vấn đề. Cho nên chỉ cần chúng ta làm việc một cách công tâm. Và nhớ cái bài giảng hồi sáng của sư, khi mình nói thì mình luôn kiểm tra coi, thứ nhất có đúng sự thật hay không, có lợi ích hay không, có đúng thời điểm hay không. Ví dụ như bây giờ Tết tới nơi rồi thì có đúng thời điểm hay là không đó. Rồi mình đã lựa lời mà mình nói hay chưa. Rồi khi mình nói như thế, mình có nói bằng từ tâm hay không, hay mình đang nói bằng sân tâm đó. Thì mình có cái sự quyết định như vậy, thì khi mà mình có đầy đủ năm yếu tố đó, mình không có sự thiên vị, thì sự việc nó sẽ đi theo cái hướng tốt nhất. Còn người ta có oan trái hay không thì sống ở đời, chỉ cần mình sống không có lỗi đạo, không hổ thẹn với chính mình và với tập thể. Còn người khác sống thiện hay sống ác, mình không thể quyết định giùm họ được. Thì câu hỏi còn rất là nhiều. Chứ ngày đầu á, thì không ai thèm hỏi đó. Còn bây giờ khi mà quý vị thấy sự lợi ích của việc hỏi á, thì hỏi rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ là hết giờ rồi. Bây giờ đến dành thời gian cho cái việc vấn đáp cá nhân. Rồi. Và chúng ta nghỉ ở đây. Rồi chúc quý vị ăn vui.